Các bạn click phải và chọn cái dòng này. Mình không biết phát âm nên các bạn nhớ nhìn cho kỹ nha. Và giờ mình sẽ phóng to nó lên và dùng lasso tool. Cái này thì dễ đọc. Và mình vẽ ở phía trong này. Các bạn nhìn thấy mình vẽ, mình không biết diễn tả xong nữa. Thì đó, mình kết ở đây, mình quẹt. Đó, vòng nó ra và nhấn delete. Nó nhìn nó sao nhìn xấu nhỉ? Mình để mình vẽ lại. Quẹt. Vòng xóa. Trông cũng thôi kệ nó. Và bên này cũng vậy. Quẹt. Vòng nhấn xóa. Và giờ trong nó cũng giống rồi đó. Thì các bạn sẽ giảm không, các bạn nhấn Ctrl T xoay nó nghiêng một chút giống như là đang dán á, để nó lên đây đó, chuẩn phết. Và giờ các bạn giảm độ mờ đục nó xuống. Ở đây các bạn thêm bóng đổ vào cũng được, mình thấy cũng chả biết có hợp lý không. Các bạn nhấn Ctrl R để nhân đôi nó thêm một cái và kéo xuống đây, hình dáng lên hình luôn, thôi kệ nó, trông đẹp được rồi. Bên này một cái nữa đi ha, nhấn Ctrl R kéo nó sang đây, Ctrl T xoay nó, rất là hay đúng không? Mình sẽ thêm các phụ kiện linh tinh mà mấy cái đó nói chung cũng làm hết rồi nên mình sẽ hướng dẫn rất là nhanh. Thì ở đây các bạn quên, các bạn sẽ thiết kế một cái này nữa. Thì cái đó giống như là cái tên mình, các bạn muốn đánh gì cũng được. Thì mình hướng dẫn các bạn vẽ một cái đó thôi, nó nhìn nó trông cổ. Các bạn tạo một các bạn gom cái này lại đã. Shift chọn và nhấn nó là dán. Rồi tiếp tục tạo một cái layer mới. Dùng công cụ này tiếp. Các bạn click đây. Chọn cái màu cho nó như màu với nó thì màu đỏ này. Tiếp tục vẽ một cái hình vuông dài vừa phải. Giờ các bạn làm sao để cho nó giống như bên nó. Cái này nó vô. Thì ở đây rất là đơn giản. Khi các bạn vẽ xong rồi thì các bạn chuyển sang công cụ Pen Tool, nhấn phím P trên bàn phím là nó ra bốn góc đó rồi. Và các bạn kết vào đây giữa này nó ra hình dấu cộng. Các bạn kết vào nó tạo ra một cái hình vuông nhỏ mới đó. Nhưng mà nó lòi ra hai cái này cho nên các bạn giữ vào Pen Tool, chọn công cụ Convert Point Tool này, sau nó kết vào nó một cái là cho mất 2 điểm. Và giờ các bạn chỉ cần dùng công cụ A rồi, nhấn phím A đây, công cụ Direct Selection Tool và nhấn giữ Shift nha, và kéo nó vô. Vô đi mày, kéo nó vô đó, không đều chút, kéo xuống rồi. Vậy là các bạn đã có. Ủa sao nó không đều nhỉ? Đây rồi, vậy là xong. Và giờ các bạn đánh chữ vô thôi, đánh ra ngoài đi, chọn nó là màu trắng. Trắng mà. Rồi this is my, thôi đánh tiếng Việt đi ha. Đây là Facebook tôi thì ai chẳng biết là Facebook mày. Rồi ở đây mình tạo bóng nó một chút. Cái này là thôi không biết đặt tên. Vô FX drop shadow tip và nó hơi bóng rồi đó, thôi tạm về đây. Ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ có cái dòng như này, mình cũng để trong link nguyên liệu rồi, các bạn qua đó chỉ cần kéo vô đây. Đây là cái file group logo mình đã kéo này, để vô cho nó màu mè mà. Rồi đặt nó vô. Cái chỗ này nó còn có một cái nút mình có kết hợp vô, các bạn kéo nó ra để nó vô ha. Đây cái nút nó đây nè, đây Cái này là trong quá trình tìm kiếm mình kết hợp nó lại, chứ những cái này mà ngồi tạo ra thì lâu lắm. Ctrl T kéo nó lại. Rồi tiếp theo đó là cái đèn, trông rất là đẹp, mình chọn nó luôn. Đây là cái đèn, kéo nó vô, sắp nó lại đó, trông rất là hoành tráng. Giờ mình cho một cái điện thoại vô chứ hì. Cái này là cái cục gạch siêu mỏng, các bạn thích màu trắng đen thì tùy, mình để hai cái cho luôn. Mình có mà đầy trong máy tính, rồi kéo nó qua đây. Sao dài thế nhỉ? Cần chôn tê nó một chút như thế này. Cái này thì mình chụp ở ngoài cắt vô nên nhìn nó trông nó sao sao, có vẻ chiếm diện tích rồi đây. Thôi kệ nó ha, mình hướng dẫn thì mình phải làm khác một chút chứ. Rồi điện thoại, rất hay. Ở đây mình có một cái là các bạn có thể thay hình mình vô đây cũng được. Các bạn chỉ cần vào đây, mình hướng dẫn các bạn thay hình vô đây luôn đi ha, cho nó độc đáo. Đáng ra nó phải cụ thể hơn nhưng mà thôi, vì nó cắt thế này rồi, thế nên mình sẽ hướng dẫn theo kiểu thủ công. Các bạn dùng công cụ này này đó, click vào đây một điểm, kéo xuống đây, kéo qua. Mình làm nó hơi cụ thể, kéo về lại. Rồi giờ tạo một layer mới, đổ cho nó màu đen, dùng công cụ G này đó, đổ màu đen. Rồi bây giờ mình tìm một cái hình thôi, để coi có cái hình nào hay ho nữa. Thôi lấy lại hình này. Mình kéo này cho lẻ, các bạn dùng phương pháp nãy mình hướng dẫn cũng được. Đó, và click phải vào đây, chọn Create Clipping Mask. Đó, thế là có hình mình vô rồi. Nếu mà để hình các bạn thì nó sẽ đẹp hơn, vì có hình mà các bạn vô thì nó sẽ độc đáo hơn. Đó. Tiếp theo sẽ bỏ ly cà phê, cốc cà phê vô. Thì mình cũng có đây luôn mà. Mình hướng dẫn vậy chi cho lâu ta, chắc các bạn cũng hiểu rồi. Thôi mình cứ làm. Cốc cà phê này nó chưa có bóng nên các bạn tiếp tục vô drop shadow rồi, cho nó một cái bóng. Các bạn tắt ở đây đi. Đó, cho một cái bóng. Rồi ở bên đây thì các bạn thấy nó có biểu tượng logo của mình, thì cái đó là do mình làm logo nó hình tròn cho nên mình kéo nó vô thôi chứ không có gì hết. Đó, đây nè, kéo nó vô và đặt chế độ hòa chuẩn overlay thôi, chứ bình thường thì nó như thế này nhìn cốc cà phê cũng được. Cái này trông cũng được. Đó thì các bạn để nó phía trên đó thôi. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ làm gì đây? Xử lý cái đống này. Sao mà nhiều thế? Cái quyển sách này các bạn xếp vô đây, mình xếp đâu cũng được. Sao nó chật chội nhỉ? Thôi kệ, mình cứ xếp thôi. Các bạn chắc là các bạn sẽ thẩm mỹ hơn và các bạn sắp xếp nó đẹp hơn. Tiếp tục những thứ khác. Mấy cái này quá đơn giản rồi, chủ yếu cái thằng tạo ra nó mới tài thôi, còn mình hướng dẫn thì không là gì hết, nên hy vọng các bạn sẽ làm được một cách dễ dàng. Việc designer đàng hoàng nha. Đó, chuẩn không phải tả luôn. Quyển sách đây. Còn thiếu cái gì nhỉ? Trong đây chắc không có cái nào các bạn cũng khó làm đâu. Rồi tiếp. Cái gì ta? Cái này thì mình để ở dưới thôi. Các bạn click vào layer background này và vào file play và chọn quên, nó bên này chứ là cái này này. Bạn kéo nó vô để nó nằm dưới như là mấy cái dòng mình ghi vậy đó. Ok, có vẻ là tới đây là được rồi. Thì cái file nguyên liệu này các bạn có thể thay mấy cái hình này vô đều được. Ở đây thì mình không thích cái màu lắm nên mình tạo thêm cái màu, một layer màu khác, nên các bạn thích hay không cũng được. Các bạn vào FX, các bạn vào cái layer này, Solid Color, mình chọn cái màu nó làm chìm cái hình nó xuống. À, nhìn nó cổ hơn chút thôi chứ không có gì hết. Thích cái mình tạo thêm một layer level cho nó tăng độ tương phản lên một chút. Đây, trông nó tối tối. Rồi, tới đây là xong. Các bạn nhấn Ctrl Alt Shift E, nó tạo thành layer trên cùng. Nếu các bạn thích tạo cái kiểu một bên tối một bên sáng thì các bạn vô Filter, vô Render, vô Lighting Effect và chờ một tí, đó là nó sẽ sáng bên này. Các bạn tăng cái độ sáng nó lên đó, trông cũng được chứ ha. Rồi kéo nó lên và click OK. Cứ lại tới đây là ổn rồi. Mình sẽ hướng dẫn những bài thú vị khác ở các bài sau. Hy vọng là các bạn sẽ, trong bài hướng dẫn này các bạn sẽ học được một số các công cụ mình thấy có lẽ là khá hữu ích với những người mới học Photoshop. Và tác phẩm cuối cùng, trước đây mình đã làm nó như thế này, bây giờ thì nó như thế này, trông cũng không có đến nỗi là tệ. Nên nói chung là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và mọi thắc mắc thì các bạn để lại comment ở dưới, mình sẽ trả lời sớm. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào tạm biệt.